Nhà này à? Đến rồi sao vào nhà đi em. Tôi vừa mới tới. Hình như tôi đến đây ship bánh một lần rồi. Ồ, thế à? Chắc là cái Linh thích ăn bánh, thỉnh thoảng gọi ship về mà. Em vào đi. Sao đấy? Ngắm gì mà ngắm kỹ đấy? Không cưỡng lại vẻ đẹp trai của tôi à? Thì ngắm đi, ngắm thoải mái mà. Theo như tôi nhớ, nhà anh là có người giúp việc cơ mà. Đâu cần tôi đến để nấu bữa ăn sáng cho anh đâu. Giúp việc là tôi làm quanh năm, nhưng chẳng hiểu sao hôm qua lại đau bụng, đi cấp cứu ấy. Chắc phải nghỉ mất mấy hôm. Mà em thấy đúng là số trời không? Ông trời muốn em đến đây chăm tôi đấy. Anh bị thương một tay, anh vẫn còn một tay cơ mà. Chẳng lẽ mấy việc dễ như là úp mì anh không làm được à? Thế em đến đây làm gì? Thì... Tôi gãy tay là vì ai? Tôi nấu ăn không được ngon lắm đâu. Ăn xong đừng có chê. Yên tâm đi. Em nấu gì tôi ăn cũng thấy ngon. Đũa ngăn dưới, bên trái. Anh thích ăn trứng như thế nào? Thế nào cũng được. Miễn là đừng cho thuốc sổ vào là được. Đồ thủ dai. Anh làm cái gì đấy? Đeo cái tạp dề thôi mà. Làm gì em căng thẳng đấy. Tôi tự đeo được. Em có biết là tại sao trong mỗi ngôi nhà cần có một căn bếp không? Thì là để nấu ăn thôi. Còn để làm gì nữa? Đúng là nông cạn. Căn bếp chính là nơi thắp lửa cho gia đình đấy. Nó biểu tượng cho sự êm ấm và hạnh phúc. Thế nếu như anh lấy một cô vợ lười biếng, không biết nấu ăn, hoặc là nấu rất là tệ, thế thì căn bếp rộng như thế này không phải là phí sao? Thì cũng chẳng sao cả. Miễn là mỗi ngày có người chịu đứng đây nấu ăn cho tôi, cho dù có không ngon đi chăng nữa thì cũng... Thì cũng sao? Để ngắm cho vui mắt. Cho dù sau đó cả hai cùng đưa nhau ra ngoài đi ăn cũng được, vui mà. Nhưng tôi nghĩ là khi người ta đã có động lực rồi, họ có thể làm được nhiều thứ hơn họ nghĩ. Tự nhiên anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì? Em thử đoán xem. Ôi chết rồi, anh trứng cháy rồi. Tôi xin lỗi. Không sao. Không sao. Có đâu. Thôi anh ra ngoài đi. Anh đứng ở đây tôi không làm được gì hết luôn ấy. Đi ra ngoài đi. Tôi ăn được, cứ để đấy.